Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, sau 60 tuổi, thường thì chúng ta đã đến lúc an nhàn và chính thức bước vào cuộc sống của người già. Chúng ta đã mất cả tuổi trẻ để phấn đấu rồi, vì thế lúc này nên nghĩ đến việc làm thế nào để vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Người xưa có câu, nuôi dạy con cái phòng chừng lúc về già. Nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái, hãy dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống của mình. Để làm được điều đó, nhất định bạn phải nhớ 5 điều sau đây. Thứ nhất, quản lý sức khỏe của bản thân. Cơ thể khỏe mạnh quyết định chất lượng cuộc sống. Nếu bạn có được sức khỏe, thể chất nhanh nhẹn, bạn có thể tự túc mọi sinh hoạt và sở thích, không cần mướn người giúp việc, cũng không cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con cái. Đối với những người trẻ, một lần đổ bệnh không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, người cao tuổi bị một lần đổ bệnh hay đơn giản là một lần ngã thôi cũng đã là một biến cố lớn. Rất có thể sẽ phải nằm liệt giường, thậm chí có thể qua đời đột ngột. Do đó, từ bác sĩ đến người bình thường đều đồng tình rằng bị ngã là vô cùng nguy hiểm đối với người cao tuổi. Thống kê cho thấy, mỗi năm có 25 triệu người già trên 60 tuổi bị thương do ngã. Người già bị ngã và nằm trên giường trong thời gian dài không chỉ làm tăng tốc độ suy giảm thể chất mà còn gây lo lắng, trầm cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống. Vì vậy, để khỏe mạnh thì trong cuộc sống hàng ngày cần phải tăng cường tập thể dục. Ngoài ra cần vui vẻ lạc quan, cười nói nhiều hơn, tránh xa năng lượng tiêu cực, ít giận dỗi, không quản những việc vặt. Có vậy mới mong khỏe mạnh sống lâu được. Thứ hai, quản lý tiền của chính mình. Nếu bạn muốn sống thoải mái và độc lập, bạn phải quản lý được tiền của bạn và có một khoản tiết kiệm dành cho tuổi già. Tiền không nhất thiết phải nhiều nhưng phải đủ để sử dụng. Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên của mình thì mới chắc chắn. Khi về già, sống không cần quá tiết kiệm nữa, nhưng cái gì đáng tiêu thì tiêu, không đáng tiêu thì đừng tiêu, cũng đừng mạo hiểm đầu tư và phải chú ý để không bị mắc lừa. Bắt đầu để dành tiền không phải là chuyện dễ dàng, ngày 1, ngày 2 là được. Tiết kiệm tiền bạc nhiều hơn tiêu sản không phải là trò chơi hay xiềng xích ép buộc bạn phải nhịn ăn nhịn mặc, không được tận hưởng cuộc sống. Mà nó là chiếc phao cứu sinh cho bạn lúc có rủi ro, hay thậm chí xa hơn là chiếc thuyền đưa bạn đến với cuộc sống thoải mái, an nhàn những năm sau này. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, bạn sẽ cần có một khối tài sản nhất định để đảm bảo tương lai của mình. Con số này có thể khác nhau đối với mỗi người, tùy theo mức độ tài chính và khả năng thu nhập của bạn. Song bạn hoàn toàn có thể tham khảo qua những cột mốc dưới đây để điều chỉnh lên kế hoạch dành dụm cho tương lai từ giờ. Thứ ba, quản lý cảm xúc của bạn. Mọi người khi già đi thường dành tình cảm cho gia đình như tình yêu với vợ, chồng, con cái, cháu chắt. Tuy nhiên sự thật là bạn không nên can thiệp vào gia đình con cái của mình, trừ khi họ cần bạn giúp đỡ, thì trong khả năng của mình cái gì có thể giúp thì giúp. Thay vào đó, bạn nên đối xử tốt với vợ hoặc là chồng hơn, bởi vì ngoài cha mẹ, đó sẽ là người luôn ở bên bạn những lúc thành công hay khó khăn, cùng bạn nắm tay đi hết con đường này. Thông thường thời gian rảnh rỗi, hãy quan tâm đến bạn bè nhiều hơn. Bạn bè thân thiết lâu không gặp thì hãy gặp nhau nhiều hơn, tụ tập ăn uống nhiều hơn. Bạn bè chính là niềm vui trong cuộc sống bên cạnh gia đình của bạn. Thứ tư, quản lý tâm thái của bạn. Bạn muốn sống một tuổi già hạnh phúc thì điều quan trọng nhất là quản lý tâm thái của bạn. Suy nghĩ phức tạp, lộn xộn sẽ làm tiêu hao năng lượng của con người. Đó cũng thường là cội nguồn của lo lắng, buồn rầu, thất vọng, không chủ động, thậm chí có thể gây ra tội ác mà thường khó có nhận ra. Do đó, đối với nhà ở và nơi làm việc, cần tránh rơi vào tình trạng lộn xộn. Hãy bỏ đi những thứ dư thừa, vừa chiếm dụng không gian vật lý mà còn chiếm giữ không gian tâm lý của bạn. Sức khỏe, kinh tế là nền tảng, nhưng quan trọng hơn là chính tư tưởng của bạn, vui vẻ lạc quan, vượt lên bệnh tật tuổi già. Hãy xem nhẹ những thứ danh lợi hảo quyền, hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống hiện đại. Đừng lúc nào cũng ủ rũ, rên rỉ, than thở, cởi mở vui vẻ, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Và cuối cùng, quản lý danh tiếng của bạn. Càng là người già càng phải quý trọng danh tiếng của chính mình. Càng tuổi cao thì càng phải tự yêu bản thân, sống càng tôn nghiêm hơn. Đừng tham tận hưởng, đừng tham lam danh tiếng. Chỉ cần lòng tự trọng, tự yêu mình, yêu cuộc sống thì tuổi già sẽ được rực rỡ hơn. Biết cách tránh xa những người xấu, những điều xấu.
Đừng làm những điều khiến cho bản thân không được tôn trọng, tránh đưa mình vào những cuộc tranh luận vô bổ. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Nếu chúng ta có thể quản lý tốt 5 điều trên thì hãy yên tâm, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống an nhiên, vui vẻ lúc về già. Nửa đời người chăm chỉ làm việc cũng chỉ mong nửa đời sau được sống an nhàn khi về già, không phải lo lắng về những rắc rối của thế gian. Mỗi bước đi của chúng ta đều đang chuẩn bị cho nửa đời sau của mình, không cần phải vất vả mưu sinh nữa. Làm người cần có tấm lòng nhân hậu, nhưng cũng đừng quá hiền để bản thân phải chịu thiệt thòi. Một số người tự hào mình là người sống thiện lương, không làm điều ác nhưng lại gặp không ít phiền muộn. Có một điều bạn cần nhận ra rằng, người sống thiện đem về ngủ ngon giấc, người sống ác lương tâm cắn rứt cả đêm. Dù bạn chọn cho mình cuộc sống thiện lương không làm hại ai, nhưng nhất định cần phải rũ bỏ năm loại người này khi bước vào tuổi trung niên. Có như vậy bản thân mới an nhàn tận hưởng cuộc sống khi về già. Đầu tiên trong công việc, tránh xa những người muốn ám hại mình. Khi bước vào tuổi trung niên, bạn đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, tiếp xúc với không ít loại người. Bạn sống tử tế với mọi người, nhưng họ cứ luôn ném đá giấu tay sau lưng. Bạn rõ ràng đã nhìn thấy ý đồ xấu của họ, nhưng không muốn vạch trần quá sớm, tưởng rằng nhắm mắt cho qua sẽ khiến họ biết điều mà dừng lại. Khi bắt nạt bạn, nếu không thấy có sự chống trả, họ nghĩ bạn là người dễ bị ăn hiếp. Bạn càng nhượng bộ, họ càng lớn tới. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lúc này nếu bạn tiếp tục nhân nhượng sẽ gặp thêm nhiều rắc rối. Tốt hơn hết nên chống trả lại một cách quyết liệt để họ thấy được bạn tuy hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt. Bạn hãy thể hiện thái độ và hành động một cách rõ ràng để cho họ và mọi người biết. Thứ hai, trong gia đình buông bỏ để con cái tự lập. Mỗi gia đình đều có những rắc rối khác nhau đối với sự trưởng thành của con cái. Bố mẹ nào cũng muốn dành hết những điều tốt đẹp cho con cái, sẵn sàng sắp xếp lộ trình sẵn cho con từng bước một. Thế nhưng trên thực tế chẳng có đứa trẻ nào lại thích sự an bài sẵn như vậy. Bố mẹ muốn con đi hướng đông nhưng con lại thích chạy về hướng tây. Những người tuổi trung niên hiểu được một chân lý rằng con cái lớn lên cần phải rời xa bố mẹ. Chúng cần tự trải nghiệm mọi thứ để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khi đối mặt với những vấn đề của con cái, bạn cần tàn nhẫn và biết buông bỏ. Bạn đừng cố quản lý con cái, không can thiệp vào quá sâu cuộc sống của con mình. Bạn cần hiểu rõ rằng có một khoảng cách rất lớn giữa hai thế hệ. Càng cưỡng ép con cái càng khiến chúng muốn rời xa mình. Thứ ba, trong cuộc sống, tránh xa những người sống thủ đoạn. Có một thực tế rằng không phải bạn sống nhân hậu thì sẽ gặp được người giống mình. Trong cuộc sống có rất nhiều người một mặt ân cần chào hỏi, nhưng trong thâm tâm lại có ý đồ khác. Bạn đừng vì chút sĩ diện mà trước rắc rối vào người. Có những người sống chỉ biết lợi dụng người khác. Khi đạt được mục đích rồi thì thay đổi thái độ ngay lập tức, coi như chưa từng quen biết. Nếu ngay từ đầu bạn nhìn thấu tâm tư xấu xa của người này, hãy từ chối thẳng, đừng cho họ có cơ hội. Chỉ có như vậy bạn mới giữ cuộc sống của mình bình yên và thoải mái được. Thứ tư, trong tình cảm, tránh xa những người nảy sinh tình cảm với mình. Khi bước vào tuổi trung niên, bạn cần hiểu ra một chân lý. Lúc về già chỉ có một người song hành cùng mình, nương tựa với nhau, đó chính là vợ hoặc chồng. Vì thế dù có nảy sinh tình cảm với ai khác hay có ai khác nảy sinh tình cảm với mình cũng cần phải dập tắt ngay. Loại tình cảm này cuối cùng không mang lại tới hạnh phúc thật sự, mà nó sẽ tạo ra gánh nặng, thậm chí trở thành cơn ác mộng đeo bám nửa đời sau của bạn. Dù có bên họ bao lâu hay có gặp nhau muộn màng, bạn cũng phải biết rằng gặp nhau chỉ là chữ duyên, chứ không có phận, dây dưa chỉ mang lại đau khổ và rắc rối cho cả hai bên. Ở độ tuổi này, bạn nên ý thức được điều gì là quan trọng nhất đối với bản thân, dũng cảm từ chối nếu thấy nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân. Đừng sợ làm mất lòng người khác, bởi bạn sống không phải làm hài lòng tất cả mọi người. Quý vị thân mến, không một ai có thể tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc đời. Tuổi thanh xuân đam mê và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp cũng sẽ qua. Nhưng cuộc sống thật sự viên mãn hay không phụ thuộc vào khoảng thời gian khi chúng ta bước sang bên kia sườn dốc của cuộc đời, gạt bỏ những lo âu để tận hưởng cuộc sống quý giá với nguồn năng lượng tích cực. Ở tuổi 50, dù bạn đã có vị trí cao trong công ty, nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì. Biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến bạn lâm vào khủng hoảng và bế tắc. Thực tế cho thấy những người ở độ tuổi 50 khó có thể bắt đầu lại hoặc tìm kiếm một công việc tương đương. Không giống như khi bạn 20-30 tuổi,
Tệ hơn nữa, công việc chỉ đều đều, không lên không xuống khiến bạn buồn chán, trì trệ và dễ dàng bị lớp trẻ kế tiếp đào thải đến mức không thể ngóc đầu lên. Nếu không có sự chuẩn bị cho riêng mình thì sau tuổi 50, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về công việc, sức khỏe, gia đình. Đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, trước khi bước sang tuổi 50, hãy rèn luyện cho bản thân một tâm thế ổn định và tuân theo cách sống, nghĩ thông, nhìn thoáng, buông bỏ. Quý vị có đồng ý quan điểm này với Ngẫm Sự Đời không ạ? Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!